Hello em nha, chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh mình nha. Hôm nay hoạt động công trình chiến anh em. Hôm nay mình sẽ làm nền thôi. Mình sẽ làm nền cho tất cả anh em này. Cho anh lo có một cái buổi công trình chiến hấp dẫn anh em ạ. Cho anh em cảm thấy cái trận đấu là nó hấp dẫn và nó máu lửa hơn. Đấy, thì mình sẽ lấy được cái tên đầu đi. Mình sẽ lấy tên đầu xong rồi cho anh em phòng thủ, để cho anh em vui tự chỉ huy anh em. Lát sau nếu mà đánh không ổn nữa thì bắt đầu lúc đấy mình mới ra mà mình đánh xong. Tại vì bây giờ là top ở bên khu mình khá nhiều, bây giờ mình đánh nữa thì sẽ khá là cực cho anh em. Nói chung là kiểu trận đấu dễ quá, ăn luôn từ tuần đầu nó hơi buồn. Như tuần trước thì anh em cũng thấy rồi, vào đánh phát vào thủ cái mình clear phát hết sạch luôn. Thế để cho mấy cái vui gắn anh em ạ. Mình sẽ đi ra để làm cameraman thôi anh em. À, quên mất để mình hóa về xe anh em ạ. À thôi để ngừa đi cũng được, cho anh em tự anh em phòng thủ. Chết, quên tí nữa thì nhớ tay lại đi đánh nhau anh em ạ. Đây. Cái này là con đấu sĩ nó đánh nha anh em, mình không có đụng chạm gì vô nha, mình chỉ đứng mình xem thôi anh em nhé. À dạ, cũng có vẻ cũng đép được cổng anh em ạ. Chết. Lỗi anh em. Đang mải tại vì đánh hôm nay đánh thêm hộ phụ thêm một cái ạc ở bên kia nữa nên là vừa phải quay clip vừa phải đánh bên kia cho nên là hơi hố anh em ạ. Mình đứng không mà cũng giết 16 người nữa anh em. Bét khỏe lắm anh em ơi.
7 giây nữa vẫn ăn được anh em ạ. Nói chung là vậy là cái bang này nó không cần mình nữa rồi anh em. Mình bây giờ là người vô hình trong này rồi. Mình chả đánh là anh em nó cũng tự đánh thắng được mà anh em. Này em đi này. Ôi giời ơi, tí nữa được bên lửa anh em ơi. Mà thôi được, hai lốc được rồi anh em ạ. Bây giờ lốc là thanh tính thanh khoản cao nhất, dễ mua bán. Ủa, sao đánh vậy mà để được có một lốc ta? Đây, để xem cái phần quà bót vui cho anh em xem. À, bây giờ mình sẽ nhận cái dương liên anh em ạ. Cái dương liên thắng thì sẽ là ra cái cây vũ khí chúc phúc thường anh em nhé. À, vũ khí gọi là để thiên sứ thường thôi. Nó cái dòng ẩn ốc ẩn của nó sẽ chỉ bằng nửa so với dương của đại thiên sứ chúc phúc, dương quán quân này này. Đấy. Thì nó sẽ chỉ bằng nửa cây chúc phúc này thôi. Ok, được một lửa, ba lông này, ba pha lê. Ok rồi. À, để xem mình nhận được cái gì không. À, chuyện này. Đấy, vậy là mình đủ luôn danh vọng để mua hươu rồi anh em. Đây. Ok, con hươu này thì mình sẽ mua đầu tiên để phục vụ cho PK anh em ạ. Đấy, mình mua sau đó thì mình sẽ bổ sung các cái dây chuyền để nhẫn các kiểu sau. Đây, khoe lên cho anh em có động lực anh em ạ. Ui, 73.000 được chiến. Đấy, anh em thấy chưa? Có con này thì PK khỏi bàn luôn anh em. Lâu này cái hiệu ứng của nó thì kiểu như là giảm sát thương. Cứ 5 giây thì sát thương sẽ không vượt quá bao nhiêu đấy. Đây, bạn nhận thêm lưỡi khuyên băng trong 5 giây, CD 10 giây. Đây, trong quá trình khuyên băng thì sát thương sẽ không vượt quá 5% max HP. Có nghĩa là trong vòng 5 giây thì nó địch kẻ địch mỗi lần đánh chỉ gây cho anh em được một lần sát thương là không vượt quá 5%. Có nổ đam bao nhiêu thì cũng chỉ 5% thôi anh em ạ. Và sau đó thì sẽ vào 5 giây CD. Thì 5 đâu vào 10 giây CD chứ. 10 giây CD sau đó thì lại tiếp tục kích hoạt cái hiệu ứng khiên băng trong 5 giây. Như vậy là nó chỉ mất cái thời gian mà giữa cái việc kích hoạt tới khi hết tác dụng và kích hoạt lại thì nó chỉ có 5 giây là đã kích hoạt lại một lần rồi. Quá ok anh em ạ. Ok, rồi, thôi bây giờ mình xin phép anh em tạm dừng video tại đây để ra chia đồ cho anh em nhé. Chứ nhìn một mớ đồ như này là cũng mình thấy hấp dẫn lắm anh em ạ. Ok, rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Anh em nhớ là các cụm xe và mới những cái gói may mắn như thế này thì anh em cũng nạp full hết cho mình anh em nhé. Thứ nhất là nó rất có lợi và nó mang lại những cái búp đồ cái thứ kia cũng rất là ngon cho anh em. Giá thì rất rẻ. Ví dụ cái gói may mắn này 149k thì như anh em nạp bên mình thì chỉ chiết khấu chỉ còn có 129k thôi. Rất là rẻ nha anh em. Ngoài ra thì anh em có nạp các gói kim cương xanh, gói ngày, gói tuần, gói thể tháng thì anh em cứ liên hệ mình theo số điện thoại Zalo là 0946 636 282 anh em nhé. Ok, đây gói này cũng chuẩn bị hết hạn rồi thì tối nay thì mình sẽ kích lại luôn. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau nha.